Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tiếp tục tăng mạnh, trong khi hầu hết bệnh nhân điều trị tại nhà. Đây cũng là lý do khiến việc tư vấn chăm sóc điều trị của các bác sĩ trong nhóm tư vấn F0 tại các địa phương luôn trong tình trạng quá tải. Tuy nhiên, mỗi y bác sĩ luôn nỗ lực hết mình, hỗ trợ tốt nhất cho bệnh nhân. Ngoài công việc thường ngày tại bệnh viện, những ngày này, bác sĩ Lương Tuấn Ngọc thường xuyên tiếp nhận những cuộc gọi của các F0 nhờ hỗ trợ tư vấn. Bác sĩ Ngọc là một trong 54 bác sĩ thuộc nhóm tư vấn F0 điều trị tại nhà của thành phố Lào Cai. Tham gia nhóm, bác sĩ Ngọc cũng như các bác sĩ khác vừa đảm đương nhiệm vụ chuyên môn, vừa trực tổng đài 24/24 giờ để kịp thời hỗ trợ tư vấn bệnh nhân. Phải san sẻ cùng với các đồng nghiệp, các đơn vị khác. Thì riêng cá nhân tôi thì cũng cảm thấy là cũng rất nhiều áp lực. Nhưng mà đây là cái trách nhiệm của ngành giao và của bản thân mình. Thì tôi vẫn cố gắng để hoàn thành những nhiệm vụ là vừa điều trị chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân tại viện và vừa hỗ trợ tư vấn cho F0 tại nhà. Đang điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 1 của tỉnh, bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Thương cũng tích cực tham gia nhóm tư vấn. Bệnh nhân gọi điện đến quá đông, công việc nhiều khi quá tải, nhưng bác sĩ Thương không bỏ lỡ cuộc gọi nào tới số điện thoại của mình, bởi chị biết đây là những cuộc gọi thực sự cần thiết. Có ngày phải đi đến hơn 100 cuộc điện thoại, mỗi khi đến 12 giờ đêm, 1 giờ, bệnh nhân khó thở thì cũng gọi điện để xin ý kiến vì nhiệm vụ phòng chống dịch. Để đảm bảo chiến thắng COVID thì chúng tôi cũng cố gắng làm việc để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ. Trong thời gian điều trị thì mẹ con tôi cũng có những cái biểu hiện bất thường về sức khỏe như là ho, sốt, tức ngực, khó thở. Thì tôi cũng đã gọi điện để nhờ bác sĩ tư vấn. Nhờ có bác sĩ tư vấn mà tôi đã tự biết chăm sóc sức khỏe cho bản thân, cho con gái tôi trong những ngày mà mẹ con tôi đang điều trị cách ly tại nhà. Nhiệt tình, trách nhiệm, không quản ngày đêm, sự tận tâm của nhóm các y bác sĩ đã giúp cho hàng nghìn F0 biết cách trị bệnh, yên tâm chăm sóc sức khỏe bản thân. Đặc biệt, nhiều trường hợp chuyển nặng đã nhận được tư vấn xử lý chuyển tuyến điều trị kịp thời.